Kính thưa cụ thánh, kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ, các quý khách toàn dân, hôm nay đội câu lạc bộ thôn Vĩnh Đoàn bốn môn nước xanh chuẩn bị đi thi môn thứ bài thứ nhất là bài đoàn kết, bài thứ hai tiếng đàn ta lư, bài thứ ba nối vòng tay lớn, bài thứ tư Việt Nam quê hương chúng tôi xin phép được